2 người tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19. Bật cười trước clip đưa F0 đi cách ly như đám cưới. Bị tai nạn, nằm trước mũi xe ô tô, cô gái vẫn thản nhiên lướt TikTok. Phụ huynh ở Hưng Yên dùng bảng đèn LED tuyển dâu. Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới chứa nhiều đột biến. Thu Thảo xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin YouTube của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo Tết, trong đó có dự kiến chi 813 tỷ đồng chăm lo cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đề xuất, thành phố sẽ thành lập nhiều đoàn đến thăm hỏi chúc Tết và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên. Cùng với đó là thăm tặng quà nguyên cán bộ cấp cao của thành phố, các lão thành cách mạng đang sinh sống tại thành phố. Toàn thành phố có 45.000 hộ nghèo, cận nghèo, tăng hơn 26.300 hộ so với Tết năm 2021 và 155.000 người diện bảo trợ xã hội, khuyết tật, người già trên 80 tuổi trở lên, tăng hơn 4.200 người. Được đề xuất tặng quà, tiền mặt trị giá từ 1,15 đến 1,25 triệu đồng một suất. Ngoài ra, thành phố tổ chức đoàn thăm hỏi chúc Tết tặng quà hộ dân tộc thiểu số, người cao tuổi và trẻ em mồ côi do Covid-19. Liên đoàn Lao động thành phố cùng công đoàn các cấp tổ chức nhiều chương trình vui xuân chăm lo cho lao động ở lại ăn Tết. Trong đó, trọng tâm là hướng đến người lao động khó khăn, người lao động bị mất việc, ngừng việc, bị nợ lương, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, người lao động là F0, người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp. Thưa quý vị, mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố, đề xuất hỗ trợ mỗi trường mầm non tư thục gần 35 triệu đồng. Theo đề xuất trong tờ trình, cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục, theo đúng quy định, có từ 30% trẻ em là con công nhân được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất một lần, mức hỗ trợ bình quân là 34 triệu 700 ngàn đồng một cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Chính sách trợ cấp với trẻ mầm non là con công nhân người lao động làm việc tại khu công nghiệp, 160.000 đồng một trẻ một tháng. Giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp được hỗ trợ 800.000 đồng một tháng. Cũng theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, có 3 nhóm đối tượng được áp dụng chính sách trên gồm cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập tư thục đã được cấp, có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định, có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Trẻ em đang học tập tại các cơ sở mầm non dân lập tư thục có cha, mẹ hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định. Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập tư thục. Trưa ngày 24 tháng 11, tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19, cùng nhiều trường hợp xuất hiện di chứng nặng sau khi tiêm. Theo đó, vào ngày 23 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi 2 cho công nhân người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Kim Việt, có địa chỉ tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống theo kế hoạch. Tất cả những người đăng ký tiêm chủng đều được cán bộ y tế khám sàng lọc đầy đủ, tư vấn về loại vaccine tiêm chủng và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đã ghi nhận 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng, được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng y tế đã phối hợp đưa các trường hợp nặng chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng và diễn biến nhanh sau phản vệ, nên có 2 công nhân tử vong vào lúc 0 giờ 45 phút và 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 11. Theo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, hiện đơn vị đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine phòng COVID-19, khẩn trương đánh giá nguyên nhân và báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Đông Cống và các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời chia sẻ động viên gia đình có người tử vong và phối hợp cùng gia đình lo hậu sự chu đáo. Một clip ngắn ghi lại cảnh đón đưa F0 ở miền Tây khiến ai nấy vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Đoạn clip được người quay hình lồng ghép hiệu ứng ánh sáng và âm thanh gợi liên tưởng đến một đám rước dâu. Clip ghi lại cảnh ở miền Tây sông nước, nơi nổi danh với cảnh rước dâu trên xuồng máy. Đám đưa rước đi ngang qua sông này là những bệnh nhân F0 khoác lên mình bộ bảo hộ xanh kín mít.
Người quay clip đã lồng nhạc đám cưới, cộng thêm hiệu ứng lấp lánh do ánh nắng chiếu vào lớp kính trắng trước mặt khiến 15 giây này trở nên dễ thở hơn. Nếu chỉ nghe nhạc, chắc nhiều người sẽ lầm tưởng clip quay một đám rước dâu nào đó. Nhiều người đã khen ngợi cách vận chuyển F0 sáng tạo như trên của nhân viên y tế ở miền Tây, vừa đảm bảo khoảng cách với những người khác, vừa có thể tạo ra không khí lạc quan cho những F0 phải đi cách ly. Cách người làm video biến tấu một việc chẳng mấy vui vẻ thành đoạn clip hài hước như trên cũng khiến dân mạng thích thú, cho rằng truyền được năng lượng tích cực. Đó cũng có thể ngầm hiểu là lời chúc bình an cho các F0 được rước đến khu điều trị. Thưa quý vị, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sau tai nạn giao thông. Clip nhận được nhiều sự chú ý vì cách hành xử kỳ lạ của nạn nhân giữa hiện trường ngổn ngang xe cộ. Một cô gái được cho là nạn nhân trong vụ tai nạn trên nằm yên dưới mũi xe ô tô. Chiếc xe máy nằm chỏng chơ giữa đường, xung quanh có công an đang làm nghiệp vụ. Chân cô không đi dép, nhìn qua thì có vẻ còn tỉnh táo. Điều kinh ngạc nhất, mặc cho dòng người ồn ào xung quanh, cô vẫn nằm dưới đất, bình tĩnh lấy điện thoại ra lướt một ứng dụng giải trí, có vẻ giống TikTok. Khoảnh khắc thản nhiên ấy khiến nhiều người phải bật cười. Một số cư dân mạng đoán rằng có thể cô gái đang tuân thủ nguyên tắc bảo vệ hiện trường hoặc vì lý do nào đó liên quan đến sức khỏe nên cần nằm bất động, đợi đội cấp cứu tới xử lý. Tuy nhiên, tình huống trên cũng bị một số người phê phán vì thói quen nghiện sử dụng mạng xã hội của giới trẻ hiện nay. Một số người cho rằng nếu cần phải nằm im, tốt nhất là cô ấy nên nằm im thay vì lấy điện thoại ra nghịch. Một vụ việc xảy ra trên đường giao thông đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Người đàn ông mang một tấm tôn ra đường, tìm chỗ và đặt ở làn xe ô tô. Mục đích của người này là gì? Sau khi xem clip ghi lại sự việc, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, vừa khen vừa chê. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau khi đặt tấm tôn công ở vị trí khá gần lề đường, người đàn ông đứng gọn sang một bên. Có lẽ chưa đạt mục đích, người đàn ông đã chạy lại di chuyển tấm tôn ra vị trí giữa làn đường. Để chắc ăn, nhân vật chính đứng ngay gần tấm tôn, dùng cử chỉ để ra hiệu cho một chiếc xe ô tô hãy cán qua tấm tôn. Kết quả tài xế xe tải đã đi qua tấm tôn cong vênh trên đường. Sau khi xe tải lướt qua, tấm tôn đã trở thành một mặt phẳng tuyệt đối. Theo dõi clip, không ít người kinh ngạc trước công nghệ cán tôn đặc biệt, hài hước bày tỏ ý kiến về kiểu cán tôn này chắc chỉ có ở Việt Nam. Phần lớn người dùng mạng xã hội đều phê phán hành động tự phát của người đàn ông rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và nhân vật chính. Một đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả tại phố Trần Bình, Hà Nội mới đây đã nhận được nhiều sự chú ý. Cụ thể, khi đang xảy ra tranh chấp, một thanh niên có hành động khiêu chiến với chiến sĩ công an. Ngay lập tức, người thanh niên đã bị quật ngã trong tích tắc. Không rõ nam thanh niên và người còn lại có mâu thuẫn gì, song khi thấy cả hai xảy ra xô xát, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời. Chiến sĩ công an từ trên xe bước xuống cũng bị nam thanh niên sừng sổ, kéo áo gây hấn. Mặc dù một người đàn ông khác có mặt tại đó cũng ra sức can ngăn, song thanh niên này vẫn thách thức chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Vài giây sau, chiến sĩ công an đã quật ngã đối tượng, bẻ tay ra phía sau để khống chế. Người đi đường có mặt tại đó cũng giúp sức giữ thanh niên nằm yên dưới đất. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ ẩu đả nói trên. Thưa quý vị, nếu trước đó tại Hải Phòng cộng đồng mạng xôn xao vì tấm biển tuyển con rể, thì mới đây dân mạng lại dậy sóng với bảng hiệu tuyển con dâu của phụ huynh ở Hưng Yên. Không hứa hẹn nhiều, nhưng màn tuyển dâu của phụ huynh ở Hưng Yên khá uy tín khi được đặt ngay cổng ngôi nhà 2 tầng khang trang kèm với thông tin về hai người con trai đang đến tuổi cập kê. Cao 1m7, nặng 50kg, đẹp trai, tài giỏi, mỗi tội hay bốc phét và nợ nhiều. Đó là lời giới thiệu thông tin của đàn trai. Còn việc yêu cầu tuyển con dâu của ông bố Hưng Yên vô cùng đơn giản. Thuộc bản cửu chương, không đi dép trái, trời mưa biết chạy vào nhà. Nói chung, phụ nữ là được. Chưa hết, ông bố này còn lên lịch hẹn, bao gồm thời gian, địa điểm rõ ràng và yêu cầu khi đi nhớ mang theo căn cước công dân, sổ tiết kiệm ngân hàng. Với yêu cầu dễ ợt và cơ ngơi gia đình của ông bố chồng ở Hưng Yên, nhiều cô gái độc thân đã ngấp nghé tới. Có cô còn đùa, đúng thời gian địa điểm sẽ đến ứng tuyển thử xem. Mới đây, các nhà khoa học Anh cho biết, nước này đã phát hiện thêm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mang tên B1525. Các nhà khoa học cũng cảnh báo, biến thể SARS-CoV-2 mới mang số lượng đột biến vô cùng cao, có thể làm bùng phát các làn sóng lây nhiễm COVID-19. Biến thể B11529 có tới 32 đột biến trong protein gai.
bộ phận giúp cho virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào con người và chính là mục tiêu mà hầu hết các loại vaccine nhắm đến để tạo ra hệ miễn dịch chống lại COVID-19. Các đột biến ở protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền bệnh và lây lan của virus, nhưng cũng khiến cho các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh hơn. Đến nay mới có 10 ca bệnh được phát hiện nhiễm biến chủng B.1.1.529 sau khi giải trình tự gen. Các nhà khoa học sẽ theo dõi biến thể mới để tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang phát triển và lây lan rộng rãi hơn. Thưa quý vị, bà Magdalena Andersson, nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển, đã bất ngờ thông báo từ chức dù vừa được bầu trước đó khoảng 12 tiếng đồng hồ. Ngày 24 tháng 11, Đảng Xanh đã quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền sau khi Quốc hội bác ngân sách của chính phủ thiểu số do bà Andersson đứng đầu để thông qua một đề xuất ngân sách thay thế của phe đối lập. Bà Andersson cho biết quyết định của Đảng Xanh đã khiến bà phải từ chức, nhưng bà vẫn hy vọng sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng một lần nữa với một chính phủ thiểu số của Đảng Dân chủ Xã hội. Đồng chủ tịch Đảng Xanh Bob Boland cho biết đây là lần đầu tiên Quốc hội thông qua một ngân sách được thương lượng với một đảng cực hữu. Đảng Xanh cũng cho rằng việc cắt giảm thuế xăng dầu sẽ dẫn đến lượng khí thải tăng cao. Điều đó khiến bà Andersson, với tư cách người đứng đầu liên minh thiểu số được các đảng cánh tả và trung tâm hậu thuẫn, đã từ chức. Tôi không muốn lãnh đạo một chính phủ bị nghi ngờ về tính hợp pháp, bà Andersson nói. Evie Tompest, 20 tuổi, nhà vô địch môn thể thao cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, sinh ra đã bị dị tật cột sống. Mới đây, cô gái này đã kiện một vị bác sĩ ở Anh vì cho rằng ông không đưa ra lời khuyên phù hợp cho mẹ đẻ, khiến cô bị dị tật từ khi lọt lòng. Người bị kiện là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho mẹ cô, bà Caroline Toms. Trong đơn, cô Evie cho rằng bác sĩ của bà Caroline đã không nhận thức hết được tầm quan trọng của việc bổ sung các chất thiết yếu trong quá trình mang thai, nên dẫn tới việc con gái của nữ sản phụ sinh ra đã bị dị tật. Hiện cô Evie yêu cầu được nhận hàng trăm triệu đô la Mỹ tiền bồi thường để bù đắp vào chi phí cho cuộc sống bất bình thường của bản thân. Luật sư của cô Evie cũng đã nói với thẩm phán Rosaline Cole QC rằng cô Toms dường như sẽ phải ngồi xe lăn khi về già. Về phần mình, bác sĩ Mitchell đã phủ nhận cáo buộc mà cô Evie đưa ra và khẳng định chính ông đã đưa ra lời khuyên y tế phù hợp và có lý cho bà Caroline. Trong công viên tự nhiên Ampezzo Dolomites ở Italia có một căn nhà độc đáo khoét sâu vào sườn núi đá, gần như cách ly hẳn với thế giới bên ngoài. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng nơi trú ẩn độc đáo bậc nhất thế giới này nha. Nơi ẩn náu này được những người lính của Italia xây dựng từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Họ đã sử dụng thang dây cáp để tiếp cận điểm khó khăn này, trú ẩn tạm thoát khỏi những trận chiến ác liệt. Nơi này nằm trong một tảng đá thẳng đứng ở khối núi Monte Cristallo trong công viên tự nhiên Ampezzo Dolomite, Italia. Căn nhà này nằm ở độ cao hơn 2.700m so với mực nước biển. Muốn đến đây, du khách phải đi bộ đường dài và leo núi hiểm trở. Người tham gia cần có thể lực tốt, dẻo dai và rất nhiều dũng cảm. Mất khoảng 6 đến 8 giờ để chinh phục con đường, đổi lại du khách được chiêm ngưỡng những quang cảnh tuyệt vời và nhiều dấu tích lịch sử. Ngôi nhà nằm ẩn mình trong khối đá, những bức tường bao quanh, có mái nghiêng, hai cửa ra vào và bốn cửa sổ đóng khung bằng gỗ. Thoạt nhìn có vẻ như nếu bước ra khỏi ngưỡng cửa nơi trú ẩn là lao thẳng xuống thung lũng bên dưới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.